nhiều con nhỏ kia có thịt làm mà nấu ra xé múi ra ăn ngon mà. Cái này mà xé múi ra mà ăn ngon chứ. Cây cua này đặc loại đặc biệt đấy. Hấp được. Tàu có thì ăn một bao. Tàu hấp. Tàu hấp những cái con xanh xanh này. Đây kính à?